chào các bạn. Video trước tôi đã đề cập đến một chợ phiên ở thị xã Sơn Tây. Phiên chợ này được họp vào mọi chủ nhật hàng tuần. Ở đó chuyên bán những đồ dành cho những thú chơi như các loại hoa, cây cảnh, đồ cổ. Tuy nhiên, trong video tiếp theo này tôi sẽ các bạn tiếp tục đi tới khu bán hàng khác của chợ, nơi mà chỉ bán những thú như vật nuôi, chim cảnh, thú cưng mà giá rất phải chăng của bạn. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá ra hàng này. Chúng ta sang gian hàng bán chim, rất nhiều loại chim, sáo, khiếu, chà mào. Sao mà bao tiền con hả chị? 200 ạ. Chị hót chưa chị? Hót rồi. À thế à? Còn uyên ương này bao tiền một đôi? 300. Nhưng mà cái có vẻ nào mà nó nghe nó cứ yếu con sao? Này nuôi nó lành như thế. Cái nó ngủ suốt này. Còn cái con màu xanh màu đỏ này là con gì đấy? À ngũ sắc à? Đẹp nhỉ. Đây ngũ sắc. Còn đây là giảm đi. Cà mi ba tiền đôi đấy. Đấy, cà mào hót thay quá này. Có nhiều các loại chim các bạn ạ, chim to, chim nhỏ, chim lông gà, chim lông vàng. Các bạn nghe nó hót này, còn khiêu chưa? Thank you.
phiếu bao tiền này em? Bao nhiêu? Đấy. À? Xa. Chim là phải lúc hot nó bảo hot là phải hot. Bất khủng. Con khiếu này giá là bao nhiêu rồi? Triệu 2. Bắt thì con nữa chị ơi, 120 à? Thì cái này triệu hai, con này hơi đẹp luôn đấy, màu này màu đậm, màu đẹp đấy, đẹp cực kỳ, màu chuột, con này màu lông đẹp, con này nó mới to như con kia thì con này đi lông rồi, con này nó bị còi đá, con này về chậm tháng lên, bán đi con đen rồi nhiều. Bán
đẹp quá. Chó này gọi là chó gì đấy? Chó này chó chó con màu nâu ấy. Con nâu đó là lạc sườn. À. Con tai lộc lạc sườn. Con này về khôn lắm. Xúc xích. Bao tiền con này? Bây giờ bán có 1,5 triệu. 1,5 triệu à? Chuột chủng gì đấy? Nó dễ nuôi không? Đây đâu mình đây đâu đang nuôi cũng nuôi thịt cho tí thịt mình ăn thịt cơm ăn hết cơm. À. Còn hai thịa cơm mình uống thịt thôi rồi. Nhỏ này thì mình cái nhỏ nó ra, cắt nhỏ nó ra, hoặc là mình nhá, những trẻ con đấy. Còn chó màu trắng là chó gì? Chó gì? Ốc sắt. Ốc sắt. Ba tiền con không? Loại này thì 3 triệu. 3 triệu. Cái loại này này thì nó rẻ mà, nuôi lắm. Đấy, xù. Đấy, phục xong nó phải xù. Đấy, nó nhỏ tí rồi nhỉ? Hả? Nhỏ tí rồi nhỉ? Nhỏ. Con này nhỏ, con này nó chỉ 3 cân thôi. Đây. Cái loại này thì là 6-7 cân đấy. Nó chịu. Nhỏ thì đơn giản thôi, thì nó ngày em cho 3 lần, cho 2 lần thôi. Mình phải bo rồi. Không, cái giống nó nhỏ, nó còn nhỏ chứ. Cho nó đi quán để xua lông. Nó lại gầy gò. Con này nó, con này thì nó chỉ 3 cân, còn con này thì nó phải 7-8 cân. Chó này chó gì rồi em? À, ba tiền con đấy? 4 triệu. 1 triệu. Con này mà nó trưởng thành chắc là lớn lắm nhỉ? À thế à? 1 triệu con. Đó là chó ta chứ à? Vâng, hai con là chó ta. À thế à? Lai gì để bắt? Lai với dê. Ba tiền con này. 350. 350. À. Con mèo bao tiền con bác? Mèo lấy 70 rồi. Cả có 5-6 tỷ. Ở đây. Đây con chó này đẹp quá nhỉ? Ba tiền con đấy nhỉ? 400 ạ, con này ôn lắm ý. 400 à? 400 bà bán đi bà, bán đi. Chó đẹp quá. Nhìn yêu ghê thật đấy nhỉ? Bà để 500 không bán được đâu, bán đi cho chú ý. Thôi, bà bán đi cho chú ý. Nhìn yêu thật đấy. Này là... này con này khôn lắm ý, con này cực khôn luôn chú ạ. Sao mà biết là khôn? Ôi, con đi nó hỏi trước cháu nuôi giống con này rồi. À thế à, nó là giống chó gì hả em? Giống này đi bác ạ, à, giống này. Lai, cái này là nó không phải là nó đặng quần chủng nó đâu, nó cũng lai rồi. Ờ. Này,
không bãi đâu, hay cho ở dưới Hà Nội nhưng cho lên những cổ kia thì 4 con. Nhưng mà con này là đi vệ sinh với cả ăn uống là nó sạch. Như các bạn đã thấy, ở phiên chợ này không có người buôn, không có kẻ tự tay họ chăm sóc, tự tay họ nuôi trồng, cội ba gà chợ bà, nên rất dễ mùa. Họ nói vậy thôi chỉ cần bạn nhiệt tình với họ bạn. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhấn đăng ký để nhận những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn.